Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Thùy Xe, nơi chia sẻ kiến thức và những ý tưởng mình rút ra từ những cuốn sách hay nhất về tài chính, kinh doanh và đầu tư. Trong video lần này, mình sẽ trình bày những bài học mình rút ra được từ cuốn sách Chiến lược Đại Dương Xanh. Được công nhận là một trong những cuốn sách chiến lược mang tính biểu tượng và có ảnh hưởng nhất từng được viết, Chiến lược Đại Dương Xanh lập luận rằng sự cạnh tranh khốc liệt không dẫn đến kết quả gì, ngoài một đại dương đỏ đẫm máu của các đối thủ tranh giành nhau để giành lấy một phần lợi nhuận đang ngày càng thu hẹp. Dựa trên nghiên cứu về 150 động thái chiến lược, kéo dài hơn 100 năm trên 30 ngành, các tác giả lập luận rằng thành công lâu dài không đến từ việc chiến đấu với các đối thủ cạnh tranh, mà từ việc tạo ra đại dương xanh, những không gian thị trường mới chưa được khai thác. Chiến lược Đại Dương Xanh trình bày một cách tiếp cận có hệ thống để làm cho việc cạnh tranh trở nên không còn cần thiết và phác thảo các nguyên tắc và công cụ mà bất kỳ tổ chức nào cũng có thể sử dụng để tạo ra và nắm bắt các đại dương xanh của riêng mình. Bài học đầu tiên rút ra từ cuốn sách là cách tốt nhất để đánh bại đối thủ cạnh tranh là ngừng cạnh tranh với họ. Khái niệm này dựa trên ý tưởng rằng các công ty nên cố gắng tạo ra những không gian thị trường mới, nơi họ có thể mang lại giá trị độc nhất cho khách hàng, thay vì cố gắng vượt qua đối thủ trong đại dương đỏ quá đông đúc và cạnh tranh cao của những không gian thị trường hiện có. Cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với chiến lược kinh doanh truyền thống, thường tập trung vào việc giành lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trong cùng ngành. Trong đại dương đỏ, các công ty đang cạnh tranh để giành lấy cùng một khách hàng, sử dụng các chiến lược tương tự và cố gắng tạo sự khác biệt cho mình dựa trên những cải tiến gia tăng nhỏ hoặc các biện pháp cắt giảm chi phí. Điều này thường dẫn đến một trận chiến đẫm máu, trong đó các công ty tranh giành nhau để giành lấy một phần lợi nhuận đang bị thu hẹp và người chiến thắng thường được xác định bởi ai có thể cắt giảm chi phí hoặc đổi mới nhanh nhất. Ngược lại, chiến lược Đại Dương Xanh liên quan đến việc tạo ra một không gian thị trường mới không bị cạnh tranh, nơi không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp và nơi công ty có thể cung cấp giá trị độc đáo cho khách hàng. Bằng cách này, công ty có thể tạo ra nhu cầu mới và thu hút khách hàng mới, những người trước đây không phải là khách hàng, thay vì tranh giành nhu cầu hiện tại với các công ty khác trong cùng ngành. Tạo ra một chiến lược Đại Dương Xanh đòi hỏi một lối tư duy khác với chiến lược kinh doanh truyền thống. Thay vì tập trung vào điểm chuẩn và cạnh tranh với các đối thủ, các công ty cần tập trung vào đổi mới giá trị. Điều này có nghĩa là tìm ra những cách mới và sáng tạo để mang lại giá trị khác cho khách hàng với những gì mà đối thủ cạnh tranh của họ đang cung cấp. Đổi mới giá trị là tạo ra bước nhảy vọt về giá trị cho khách hàng, thay vì chỉ thực hiện các cải tiến gia tăng hoặc các biện pháp cắt giảm chi phí. Để tạo ra một chiến lược Đại Dương Xanh, các công ty cần tập trung vào 3 điều chính. 1. Hiểu được bối cảnh hiện tại của ngành. 2. Xác định các cơ hội Đại Dương Xanh và 3. Thực hiện chiến lược Đại Dương Xanh một cách hiệu quả. Hiểu được bối cảnh ngành hiện tại liên quan đến việc phân tích môi trường cạnh tranh và hiểu được những người chơi chính, chiến lược chính cũng như điểm mạnh và điểm yếu của họ. Phân tích này giúp xác định đâu là khoảng trống trên thị trường và đâu là giá trị mới có thể được tạo ra. Xác định các cơ hội Đại Dương Xanh liên quan đến việc nhìn xa hơn bối cảnh hiện tại của ngành và hiểu khách hàng thực sự muốn gì. Điều này đòi hỏi phải tìm kiếm những khu vực mà khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ hoặc những nơi có nhu cầu chưa được đáp ứng, cũng như hiểu được các xu hướng và thay đổi trên thị trường có thể tạo ra các cơ hội mới. Chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn về điều này trong bài học thứ hai. Thực hiện chiến lược Đại Dương Xanh một cách hiệu quả đòi hỏi phải có kế hoạch rõ ràng và cam kết thực hiện. Bài học thứ hai rút ra từ chiến lược Đại Dương Xanh là tầm quan trọng của việc xác định các cơ hội Đại Dương Xanh. Một trong những công cụ chính để xác định các cơ hội Đại Dương Xanh là khuôn khổ 4 hành động liên quan đến việc đặt ra 4 câu hỏi chính. Những yếu tố nào mà ngành công nghiệp coi là đương nhiên nên được loại bỏ? Những yếu tố nào nên được giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn của ngành? Những yếu tố nào nên được nâng cao hơn tiêu chuẩn của ngành? Những yếu tố nào nên được tạo ra mà ngành công nghiệp chưa bao giờ cung cấp? Bằng cách trả lời những câu hỏi này, các công ty có thể xác định các lĩnh vực mà họ có thể tạo ra giá trị mới cho khách hàng, thay vì cạnh tranh dựa trên các yếu tố giống như đối thủ cạnh tranh của họ. Một công cụ quan trọng khác để xác định các cơ hội Đại Dương Xanh là phân khúc khách hàng. Điều này liên quan đến việc chia khách hàng thành các nhóm khác nhau dựa trên nhu cầu và sở thích của họ, đồng thời hiểu rõ mỗi nhóm thực sự muốn gì. Bằng cách này, các công ty có thể xác định các lĩnh vực mà họ có thể tạo ra giá trị độc đáo cho từng nhóm khách hàng, thay vì cố gắng trở thành tất cả đối với mọi người. Một khía cạnh quan trọng của việc xác định các cơ hội Đại Dương Xanh là hiểu được sự khác biệt giữa yếu tố thị trường và yếu tố then chốt. Các yếu tố thị trường là những yếu tố mà toàn ngành cạnh tranh, trong khi các yếu tố then chốt là những yếu tố quan trọng nhất đối với khách hàng. Bằng cách hiểu các yếu tố chính thúc đẩy hành vi của khách hàng, các công ty có thể xác định các lĩnh vực mà họ có thể tạo ra giá trị mới, thay vì chỉ cạnh tranh trên các yếu tố thị trường giống như đối thủ cạnh tranh của họ. Một khía cạnh quan trọng khác là hiểu được sự khác biệt giữa điểm đau và lợi ích. Điểm đau là những vấn đề hoặc thách thức mà khách hàng phải đối mặt, trong khi lợi ích là những điều mà khách hàng thực sự muốn. Bằng cách hiểu cả điểm yếu và lợi ích,
Các công ty có thể xác định các lĩnh vực mà họ có thể tạo ra giá trị độc đáo cho khách hàng bằng cách giải quyết các điểm khó khăn và mang lại lợi ích cho họ. Bài học rút ra thứ ba là tầm quan trọng của đổi mới giá trị trong việc tạo ra chiến lược đại dương xanh. Đổi mới giá trị là tìm ra những cách thức mới và sáng tạo để mang lại giá trị cho khách hàng khác với những gì đối thủ cạnh tranh đang cung cấp. Đổi mới giá trị đạt được bằng cách tập trung vào hai lĩnh vực chính. Một, giảm chi phí và hai, tạo ra giá trị mới cho khách hàng. Bằng cách giảm chi phí, các công ty có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của họ với mức giá thấp hơn, khiến chúng dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Bằng cách tạo ra giá trị mới cho khách hàng, các công ty có thể phân biệt mình với các đối thủ cạnh tranh và tạo ra nhu cầu mới. Một trong những cách quan trọng để đạt được sự đổi mới giá trị là thông qua đường cong giá trị. Đường cong giá trị là một đồ họa biểu diễn về các yếu tố chính mà khách hàng đánh giá cao trong một ngành cụ thể và mức độ cung cấp của công ty so với các đối thủ cạnh tranh. Bằng cách phân tích đường cong giá trị, các công ty có thể xác định các lĩnh vực mà họ có thể tạo ra giá trị mới cho khách hàng, thay vì cạnh tranh dựa trên các yếu tố giống như đối thủ cạnh tranh của họ. Trục hoành trên sơ đồ ghi lại các yếu tố mà một ngành cạnh tranh và đầu tư vào, trong khi trục tùng ghi lại mức cung cấp mà người mua nhận được trên tất cả các yếu tố cạnh tranh chính này. Đường cong giá trị mô tả về hiệu suất tương đối của công ty đối với các yếu tố cạnh tranh trong ngành. Đường cong giá trị cũng có thể giúp các công ty xác định những lĩnh vực mà họ có thể giảm chi phí. Bằng cách phân tích đường cong giá trị, các công ty có thể xác định các yếu tố không quan trọng đối với khách hàng và tập trung vào việc giảm chi phí ở những khu vực đó mà không làm giảm giá trị. Điều này có thể giúp các công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của họ ở mức giá thấp hơn, khiến chúng dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Một cách quan trọng khác để đạt được sự đổi mới giá trị là thông qua khuôn khổ Six Pack. Khuôn khổ Six Pack liên quan đến việc xem xét 6 khía cạnh khác nhau trong sản phẩm của công ty và xác định các cách để tạo ra giá trị mới cho khách hàng bằng cách phá vỡ các ranh giới thông thường của ngành. 6 con đường là: xem qua các ngành thay thế, xác định những gì các ngành khác đang làm có thể áp dụng cho ngành của bạn. Xem qua các nhóm chiến lược trong ngành của bạn, so sánh sản phẩm của bạn với các công ty trong ngành. Xem xét toàn bộ chuỗi người mua, xác định cách cung cấp có thể gia tăng giá trị cho khách hàng. Xem qua các sản phẩm và dịch vụ bổ sung, xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung có thể đi kèm với sản phẩm của bạn. Xem xét mức độ hấp dẫn về chức năng hoặc cảm xúc đối với người mua, xác định cách sản phẩm của bạn có thể thu hút khách hàng ở cấp độ chức năng hoặc cảm xúc. Nhìn xuyên thời gian, xác định cách cung cấp có thể phát triển theo thời gian để tạo ra giá trị mới cho khách hàng. Bằng cách sử dụng khuôn khổ Six Pack, các công ty có thể xác định các lĩnh vực mà họ có thể tạo ra giá trị mới cho khách hàng và thoát khỏi các ranh giới thông thường của ngành. Điều này có thể giúp họ tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, tạo ra nhu cầu mới và đạt được thành công lâu dài. Bài học thứ tư rút ra từ cuốn sách là tập trung vào bức tranh toàn cảnh và tránh cái bẫy cạnh tranh chỉ bằng giá cả. Điều này có nghĩa là nhìn xa hơn các chi phí và lợi ích trước mắt của một chiến lược cụ thể và xem xét tác động lâu dài của chiến lược đó đối với vị thế của công ty trên thị trường. Một trong những cách quan trọng để tránh cái bẫy cạnh tranh đơn thuần về giá là tập trung vào đề xuất giá trị tổng thể của sản phẩm mà công ty cung cấp. Điều này liên quan đến việc xem xét các khía cạnh giá trị khác nhau mà công ty đang cung cấp cho khách hàng, chẳng hạn như chất lượng, sự tiện lợi, thiết kế và đổi mới, đồng thời tìm cách nâng cao các khía cạnh giá trị này. Một cách quan trọng khác để tránh cái bẫy chỉ cạnh tranh về giá là tập trung vào việc tạo ra một thương hiệu mạnh. Một thương hiệu mạnh có thể giúp một công ty tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh và tạo ra một bản sắc độc đáo gây được tiếng vang với khách hàng. Bằng cách đầu tư vào xây dựng thương hiệu, các công ty có thể tạo ra cảm giác tin tưởng và trung thành với khách hàng. Điều này có thể dẫn đến thành công lâu dài. Một trong những công cụ chính để tạo ra một thương hiệu mạnh là khuôn khổ 3 cấp độ của những người không phải là khách hàng. Khuôn khổ này liên quan đến việc xác định 3 loại khác nhau của khách hàng. Những khách hàng sắp trở thành khách hàng, đây là những khách hàng đang cân nhắc rời khỏi ngành do không hài lòng với các dịch vụ hiện tại. Những người từ chối là khách hàng, đây là những khách hàng đã chọn một cách có ý thức không sử dụng các dịch vụ của ngành do những hạn chế hoặc vấn đề được nhận thức. Những khách hàng chưa được khám phá, đây là những khách hàng chưa được ngành nhắm mục tiêu do các giả định về nhu cầu và sở thích của họ. Bằng cách xác định các loại khách hàng không phải khách hàng này, các công ty có thể tạo các chiến dịch tiếp thị được nhắm mục tiêu trực tiếp đến nhu cầu và sở thích của những khách hàng không phải khách hàng này. Điều này có thể giúp tạo ra một bản sắc thương hiệu mạnh mẽ cộng hưởng với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Một cách quan trọng khác để tránh cái bẫy cạnh tranh đơn thuần về giá là tập trung vào việc tạo ra văn hóa đổi mới trong công ty. Điều này có nghĩa là khuyến khích nhân viên suy nghĩ sáng tạo và đưa ra những ý tưởng mới và sáng tạo cho các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh. Bằng cách thúc đẩy văn hóa đổi mới, các công ty có thể đi đầu và tạo ra giá trị mới cho khách hàng khiến công ty trở nên khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Bài học thứ 5 rút ra từ cuốn sách là tầm quan trọng của việc nắm bắt sức mạnh của dữ liệu và phân tích để đưa ra các quyết định sáng suốt và thúc đẩy đổi mới. Điều này có nghĩa là sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng, xu hướng của ngành và bối cảnh cạnh tranh,
đồng thời sử dụng những hiểu biết này để đưa ra quyết định chiến lược. Một trong những cách quan trọng mà các công ty có thể sử dụng dữ liệu để thúc đẩy đổi mới là tiến hành nghiên cứu thị trường chuyên sâu để hiểu rõ hơn nhu cầu và sở thích của khách hàng. Điều này liên quan đến việc thu thập dữ liệu về hành vi, thái độ và sở thích của khách hàng, cũng như phân tích xu hướng của ngành và các dịch vụ cạnh tranh. Bằng cách phân tích dữ liệu này, các công ty có thể xác định các cơ hội thị trường mới và phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Một cách quan trọng khác mà các công ty có thể sử dụng dữ liệu để thúc đẩy đổi mới là tận dụng công nghệ để thu thập và phân tích khối lượng lớn dữ liệu trong thời gian thực. Điều này liên quan đến việc sử dụng các công cụ như trí tuệ nhân tạo và máy học để xác định các mẫu và xu hướng trong hành vi của khách hàng, đồng thời sử dụng những thông tin chi tiết này để đưa ra quyết định sáng suốt về phát triển sản phẩm, tiếp thị và các chiến lược kinh doanh khác. Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng dữ liệu để thúc đẩy đổi mới là nó cho phép các công ty đi đầu và dự đoán các xu hướng trong tương lai cũng như sự thay đổi của thị trường. Bằng cách phân tích dữ liệu về hành vi của khách hàng và xu hướng của ngành, các công ty có thể xác định các cơ hội mới để phát triển và đổi mới, đồng thời phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Một lợi ích quan trọng khác của việc sử dụng dữ liệu để thúc đẩy đổi mới là nó cho phép các công ty tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao hiệu quả. Bằng cách phân tích dữ liệu về hoạt động kinh doanh, các công ty có thể xác định những điểm không hiệu quả và các lĩnh vực cần cải thiện, đồng thời thực hiện các thay đổi chiến lược nhằm hợp lý hóa hoạt động của họ và giảm chi phí. Điểm mấu chốt thứ 6 rút ra từ chiến lược đại dương xanh là tầm quan trọng của việc tạo ra văn hóa hợp tác trong một tổ chức. Điều này có nghĩa là thúc đẩy một môi trường nơi nhân viên được khuyến khích chia sẻ ý tưởng, cùng nhau giải quyết vấn đề và cộng tác giữa các phòng ban và nhóm để đạt được các mục tiêu chung. Một trong những lợi ích chính của việc tạo ra văn hóa hợp tác là nó có thể dẫn đến sự đổi mới và sáng tạo lớn hơn. Khi nhân viên từ các phòng ban và nhóm khác nhau làm việc cùng nhau, họ sẽ mang đến những quan điểm và hiểu biết độc đáo, từ đó có thể dẫn đến các giải pháp sáng tạo hơn cho các vấn đề phức tạp. Điều này có thể giúp các công ty luôn dẫn đầu và tạo ra giá trị mới cho khách hàng của họ. Một lợi ích quan trọng khác của việc tạo ra văn hóa hợp tác là nó có thể cải thiện giao tiếp và liên kết trong một tổ chức. Khi nhân viên được khuyến khích chia sẻ ý tưởng và cộng tác giữa các bộ phận, điều đó có thể giúp phá vỡ các rào cản và thúc đẩy sự hiểu biết chung về các mục tiêu và mục tiêu của công ty. Điều này có thể dẫn đến việc ra quyết định hiệu quả hơn và ý thức gắn kết và mục đích lớn hơn trong tổ chức. Một trong những cách quan trọng để thúc đẩy văn hóa cộng tác là cung cấp cho nhân viên các công cụ và nguồn lực họ cần để làm việc cùng nhau một cách hiệu quả. Điều này có thể bao gồm các công nghệ như nền tảng cộng tác và công cụ quản lý dự án, cũng như các chương trình đào tạo và phát triển giúp nhân viên xây dựng các kỹ năng và năng lực cần thiết để cộng tác hiệu quả. Một cách quan trọng khác để thúc đẩy văn hóa hợp tác là công nhận và khen thưởng nhân viên vì những đóng góp của họ cho những nỗ lực hợp tác. Điều này có thể bao gồm các ưu đãi như tiền thưởng hoặc thăng chức, cũng như sự công nhận và khen ngợi khi hoàn thành tốt công việc. Bằng cách công nhận và khen thưởng những nỗ lực hợp tác, các công ty có thể giúp củng cố tầm quan trọng của sự hợp tác và tạo ra một nền văn hóa nơi nó được đánh giá cao và khuyến khích. Bài học thứ 7 rút ra từ cuốn sách là tầm quan trọng của việc nắm lấy sự đơn giản trong chiến lược và thực thi kinh doanh. Một trong những lợi ích chính của việc chấp nhận sự đơn giản là nó có thể dẫn đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng nhiều hơn. Khi các sản phẩm và dịch vụ dễ sử dụng và dễ hiểu, khách hàng có nhiều khả năng có trải nghiệm tích cực và quay lại công ty để mua hàng trong tương lai. Điều này có thể giúp xây dựng cơ sở khách hàng trung thành và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. Một lợi ích quan trọng khác của việc chấp nhận sự đơn giản là nó có thể nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Khi các quy trình, sản phẩm và dịch vụ được đơn giản hóa, nó có thể giúp hợp lý hóa các hoạt động và giảm lãng phí, dẫn đến tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao hơn. Điều này có thể giải phóng các nguồn lực có thể được sử dụng để đầu tư vào đổi mới và tăng trưởng. Một trong những cách quan trọng để nắm lấy sự đơn giản trong chiến lược và thực thi kinh doanh là tập trung vào giá trị cốt lõi của công ty. Điều này liên quan đến việc xác định những lợi ích chính mà công ty cung cấp cho khách hàng và hợp lý hóa các hoạt động để mang lại những lợi ích này một cách hiệu quả nhất có thể. Nó có thể liên quan đến việc đơn giản hóa các dòng sản phẩm, giảm số lượng tính năng và tùy chọn hoặc loại bỏ các bước không cần thiết trong hành trình của khách hàng. Một cách quan trọng khác để tận dụng sự đơn giản là ưu tiên các nhu cầu và sở thích của khách hàng. Điều này liên quan đến việc lắng nghe phản hồi của khách hàng và sử dụng nó để phát triển sản phẩm và dịch vụ. Bằng cách tập trung vào nhu cầu của khách hàng, các công ty có thể đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ được điều chỉnh để đáp ứng đúng nhu cầu cụ thể của khách hàng, đồng thời dễ sử dụng và dễ hiểu. Một trong những thách thức của việc chấp nhận sự đơn giản là nó có thể khó đạt được trong thực tế. Việc đơn giản hóa các quy trình, sản phẩm và dịch vụ có thể yêu cầu những thay đổi đáng kể đối với hoạt động kinh doanh và có thể yêu cầu sự tham gia của các bên liên quan ở tất cả các cấp của tổ chức. Tuy nhiên, bằng cách cam kết coi sự đơn giản là nguyên tắc cốt lõi của chiến lược kinh doanh, các công ty có thể tạo ra một nền văn hóa coi trọng sự đơn giản và cam kết biến nó thành hiện thực.
Bài học thứ 8 rút ra từ cuốn sách là liên tục thích nghi và phát triển để đáp ứng với các điều kiện thị trường và nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi. Trong môi trường kinh doanh phát triển nhanh ngày nay, các công ty cần phải nhanh nhẹn và linh hoạt để duy trì tính phù hợp và cạnh tranh. Nó giúp các công ty đi đầu và dự đoán những thay đổi trên thị trường. Bằng cách thường xuyên đánh giá các điều kiện thị trường và nhu cầu của khách hàng, các công ty có thể chủ động điều chỉnh các chiến lược và dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi. Điều này có thể giúp giảm rủi ro và tăng khả năng thành công. Một lợi ích quan trọng khác là nó có thể giúp thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo. Bằng cách liên tục thách thức các giả định và tìm kiếm cơ hội mới, các công ty có thể phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và tạo ra không gian thị trường mới. Điều này có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng và tăng thị phần. Một trong những cách quan trọng để liên tục thích nghi và phát triển là thúc đẩy văn hóa đổi mới và thử nghiệm. Điều này liên quan đến việc khuyến khích nhân viên thách thức các giả định và thử những điều mới, cũng như cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để thử nghiệm và thực hiện các ý tưởng mới. Một cách quan trọng khác để liên tục thích ứng và phát triển là duy trì kết nối với khách hàng và xu hướng thị trường. Điều này liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu về hành vi và sở thích của khách hàng, cũng như giám sát các điều kiện thị trường và hoạt động cạnh tranh. Bằng cách duy trì kết nối với khách hàng và xu hướng thị trường, các công ty có thể xác định các cơ hội và thách thức mới, đồng thời điều chỉnh các chiến lược và dịch vụ của họ cho phù hợp. Điều quan trọng nữa là cởi mở đón nhận phản hồi và liên tục cải tiến dựa trên ý kiến đóng góp của khách hàng và các bên liên quan. Điều này liên quan đến việc thu thập phản hồi từ khách hàng, nhân viên và các bên liên quan khác, cũng như sử dụng phản hồi đó để phát triển sản phẩm, chiến lược tiếp thị và các quyết định kinh doanh khác. Một trong những thách thức của việc thích ứng và phát triển liên tục là khó có thể cân bằng các mục tiêu ngắn hạn với kế hoạch chiến lược dài hạn. Các công ty cần có khả năng đáp ứng với các điều kiện thị trường đang thay đổi và nhu cầu của khách hàng, đồng thời duy trì một tầm nhìn chiến lược rõ ràng cho tương lai. Tuy nhiên, bằng cách ưu tiên tính linh hoạt và nhanh nhẹn, các công ty có thể xây dựng văn hóa và cơ sở hạ tầng hỗ trợ sự thích ứng và phát triển liên tục. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết bản tóm tắt của mình. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại nhấn nút like và chia sẻ những kiến thức này đến với nhiều người hơn. Cuối cùng, chúc bạn có một buổi tối vui vẻ bên người thân và sớm đạt được tự do tài chính thông qua đầu tư vào thị trường chứng khoán.